Chị hai xin chào mọi người nha. Thì hôm nay đổi gió bạn ơi, đi câu cá rô nghe mà mua tép không có đâu, dứt nguyên tôm luôn. 22.000 tiền ngồi nghe, để lát ra ngoài. Lát ra ngoài rồi mình coi có cá rô gì mình chiên xù không. Không mấy thì mình nướng. Tôm này nướng nè. Bây giờ mình sẽ hôm nay có anh Minh lên trời. Anh Minh. Minh à. Anh Minh của bạn Sơn lên đi ra ngoài hầm mấy câu bạn. Anh Minh là của bạn Sơn à. Mình đẩy qua ngoài hầm mình đổi. Già già nó. Anh biết sao? Mới 16 tuổi. Tại Miga em Minh. Cái cây nó dính cái gì bạn. Đây là Miga, Miga là em của bạn này nè. Em của thằng này nè mấy bạn. Thằng này á. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Anh Minh. Giờ đi câu không? Đi. Đâu có lóc. Nó đâu có gì đúng. Đúng bài cái lóc luôn, tăng góc đồng đó bạn. Đây tôi câu dính tới xài rồi bạn. Câu dính cá nó tưởng rồi nè. Quá bạn cá vô dính là tưởng. Cá heo. Cá mặt quỷ. Câu quần bà cháu. Đây nè các bạn, cá rồi. Cá lau kiến. Này là tiếng cá. Trời ơi. Bị mắc cạn. Còn địch á. Nghéo sập hầm bạn ơi. Má lúng dép luôn rồi. Trời ơi là chờ tới dép nằm dép luôn kìa. Đứng lên nha. Chú béo hay dưới trời. Giờ này tự nhiên dính cá dưới ta. Chú béo hay như đạn dưới trời. Ba con ngồi nhắn. Cả Nãy ơi. Lại này nè. Ê ê ê. Tụi giờ là con này nó. Từ lúc mà Hải đi tới giờ ha. Anh em làm ăn khá giả. Chiều nay mình khai. Nãy ơi. Mình ăn nha. Bây giờ em dính nhiều đó. Ba đánh chồng. Vuốt xuống. Ở trên cần câu vuốt xuống. Trời ơi. Ừ. Dính vô màn đó. Biết câu chứ không biết gỡ nè. Cá câu đủ quá, bóng dính mang rồi, dính đi, dưới đường đi. Đường rồi em. Không đầy lon. Rồi, em cầm cái lon đi ngoài trường. Anh từ bên Việt Nam qua bên cơ đi kiếm. Kiếm cái quần què gì ở bển. Ôi, sao cá mập của anh lâu dính quá à. Con cá mập kìa, con cá mập đó nó ăn cái gì rồi. Mày ăn sống nó gì rồi. Trời ơi, lấy cần câu không xứng câu. Dạ. Nhím lửa. Nhím lửa bạn ơi. Nhím lửa. Đây, đây là đây đi con. Củi đâu ta? Cái củi nhấp chưa nè. Sao anh Huy? Rồi, nhím cái nồi. Bấm quẹ cái đám này để chạy. Kỳ quá. Trời, nói chưa? Nói chưa? Mỗi lần em lỡ là gì đó. Sưng lỡ là dính cá, không biết sao luôn trời. Gỡ anh, gỡ nha. Con. Thấy giờ anh công hơi bị nhiều luôn. Thế nào? Đâu con cá mập anh đâu? Con cá mập để ở đây, nó lội lên này nè. Nó lội lên. Ủa, mồi nó tiêu cho người ta. Con Huy mà hải hậu ở đây. Đây, chởi nè. Chởi nè. Làm sao làm lát tôi bấm quẹ đó. Kề trắng cho ông chú đây nè. Kề trái rồi ăn. Cờ. Củi. Cái này nè. Như cũng củi. Nhỏi không? Ở trái nè. Kè đó, đó, anh, đó. Anh cao á. Để nằm dạ. Em thôi. Ôi mà. Ôi mà nín nín. Dính cá nè, đi đâu nữa trời. Nè em lỡ nè. Đi chân lỡ nè. Nè. Đó chưa. Đi chân lỡ chưa. Thật sự. Thật sự luôn á. Hợp rồi. Cái này học phụ huynh đó. Nè bỏ đi lại ăn lại mấy đứa ơi. Lấy cá đây nè. Nghỉ đi nghe ơi, đủ ăn rồi nghe em. Nghỉ đi anh ơi. Đi luôn anh. Ừ. Dẹp đi mình chuẩn bị mình nấu đồ mình ăn. Vậy mình sẽ chơi nướng mọi luôn nha bạn. Cái này con sao chơi vậy đi. Nó không đem gì trơn á.
cái gì? Nóng lại, nóng lại, nóng lại, nóng lại, nóng lại, để cá vô trong cái lá chuối khô á, cái lọ lá chuối xa cha sống à, nè dòng cá trong để em nướng luôn. Okay. Của ta cái em giao không chiên nội sinh tồn rồi kiếm thức ăn ngoài ruộng mà giao gì. Ê có tôm này, có tôm mà nướng đi, kẹ tôm này còn ấy để vô nướng luôn. Tôm dư rồi, kẹ lá chuối nè, ở đây giờ thôi mới chặt lá chuối không không để gần nè. Trời, lợi bé cũng sống nè. Để cái đây nè. Đúng không? Này gói lên anh. Gói gì? Đi kiếm củi đi chứ. Gói gì mà khô quá em. Gói gì trời, xỏ đi, anh lấy cây này nè, anh xỏ đi. Bà nướng lá chuối á. Nướng lá chuối luôn. Nướng lá chuối luôn. Để cái dánh xuống. Để cái này được rồi. Nướng chuối, con cá không đánh dậy mình nướng lá chuối là nó gan hấp vậy. Để sao em? Gan hấp nữa nè. Để mình lấy hấp này được. Để mà. Tiện quá. Ngày mà em đi qua Macau. Đi đâu? Nè nó. Nè tôi hát cho mình nè. Đưa mình nè. Em để quyết cậu cá lóc nữa được. Không chết rồi. Cái gì đập nó chết nó. Đây nè, ghé cá lóc đây nè. Nè nè. Khỏi đập, nó đập. Đưa vô một cái chuối luôn, vẫn là khỏi đập. Không có giỏi rồi chứ. Rồi trái cây à. Để cho bùm lại đi. Rồi. Cũng được, em thấy em được rồi đó anh ơi. Được, được. Đó, được vô. Đây nè, quay này Sương ơi. Cá bự bự luôn cá đất nè, cú nè, cá đã nó kêu mình câu cá chút xíu à, tại cá đó nó ra mình chưa kịp chân, nó chưa lớn. Trời trời trời, nó đang bự luôn hả? Ừ mà giờ mới thấy luôn. Phải ổi không, phải cái ổi không lại không kiếm con cái sỏi này làm sao trần gì luôn quá trời như trời. Rồi chậm lũi vô. Rồi đi củi vô mọi người ơi. Con này là đưa đúng kiếm văn ngoài đầu ngoài ruộng. Lấy cái lò là lấy cái nồi hấp cả. Cái này nè anh. Quên. Rồi má má gió không vô má. Ừ. Nó trả nghe tôi mấy rồi trả. Nội ơi cái đó cái cây chập bậy á. Ăn vô luôn. Mà ăn vô bấm quẻ mẹ chạy nữa đó. Thì nó cháy. Nè. Quẹt đốt rồi má. Đang 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 nè nè nè. Đó. Đó. Cái lưỡi ngọn ăn cái ẻ cái mồm rồi. Không cái này là mình nướng cho nó chết con cá đi. Rồi okay. Có bấm quay đâu? Thôi thôi. Dạ nó quá nóng rồi. Nè nè, ai thôi lũ này nướng nè. Nè nè nè. Tôi cá chứ. Đây đây em. Này mời bạn nhân tôm nha. Của tôm rồi. Nè, cầm đây, để bánh đi. Trời giờ nóng. Ai? Chưa nóng. Dạ, ồ ồ. Mời bạn nha. Tôm câu cá đem ra nướng ăn luôn nè. Ngon quá. Đi cầm nữa, cầm nữa. Còn tôm á. Nướng hết mẹ còn mấy cái đầu kìa. Tôm ngon quá mấy bạn. Thằng nào giờ ăn lấy thịt đó câu đi. Còn tôm ăn nãy. Mời bạn nha. Mày đưa cho ai nướng, mày đưa cho tao béo nướng là thôi mày lo mạng khác á. Không có ăn luôn á. Nướng cho mình. Kiếm cho tao. Quánh tao ỉa quần luôn. Chơi vậy thôi. Nè mày lại đây mày ngồi nè, mày lại góc cột mày ngồi nè. Ở đó đó mày ngồi đây. Chừng nào chín tao kêu. Ngồi ở đây. Giữ đất tao nha. Ba nấu à. Không. Một mình anh tư béo và cả đồng ruộng. Chờ đánh mày. Không có đánh tôi đâu. Đánh chết lầy á. Nè 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 nè. Không kịp thở luôn trời nè. Nào gỡ cá đi tôi đi câu tiếp. Này. Này. Ok luôn. Này con cá sau lưng luôn kìa mình. Chết bằng mình. Mình nói cái gì à? Ngã cá ngã. Ngã cá ngã. Ngã cá. Ngã cá. Ơi cá nó nhảy trong đây dữ lắm. Quỳ đâu biết cắm lên thôi. Rồi chí quanh đó đứng đi. Rồi đi đúng rồi. Cắm câu là đúng bài luôn á. Chỉnh mồi luôn. Bự luôn. Khỏi cần giật, khỏi cần canh. Rồi. Dụng nó kìa. Đâu? Dụng nó đó. Rồi vô nước rồi nó lại luôn rồi. Mồi. Sao mò được đâu? Chỉ. Tôi báo mày đốt nhà đi tôi báo. Mẹ trời.
Trời mày mày con thương cha ở nhà. Trả luôn. Con thương cha nhà có vương. Con thương cha nhà cháy hết. Đây chính gà cài ba con cá của người ta đâu tiêu chân rồi. Trời ơi, trời cái bọn gà nướng mà khác chân vậy Quy. Béo kìa. Rồi ngon. Đây vô lúa, vô lúa. Rồi. Rồi. Trời ơi là trời nám bỏ lần. Rồi. Trả quả đệm sang. Cháy à, cháy à, cháy à. Kéo quần lên tí báo. Còn gì miên nữa trời. Mấy ngỡ trong gòn mới ra. Cháy chứ. Quả nhà biết hát nói cho béo nhiều. Tại giá ông chủ ruộng ông thấy clip này. Trốn qua trốn rồi. Chính anh à. Ai review đi. Đây. Cá bự đâu rồi? Con thương cha nhà có mất. Bây giờ lấy cây quẹt ba cái dãy ra trước đi. Mời bạn nha. Còn gì nữa đâu. Ừ má đốt không lông mày. Cho mày quéo lông hết từ nhau. Cho quéo lông tối nay ông vỡ nè. Cái bự ngay bộ thịt ngọt. Ngọt đúng rồi, cũng chưa ngọt lắm anh. Đúng ngọt luôn. Ngọt lắm anh. Ăn nhanh đi tôi béo giật đó. Bà đổi cha này giật cô hồn luôn. Ngọt lắm anh. Nè mày chống nè, người nào ăn trước à. Nè. Chống. Mấy bạn nha. Cây đó lội mày nướng luôn đó. Mấy bạn ơi, nhớ nhỏ đi với nghẻ mấy bạn. Đi bắt cá rồi, đi bắt cá với người ta. Đủ là trời. Đi vô hầm ta bắt được rồi hai thằng chói không ơi. Hộp ba. Hộp ba ơi. Ba. Quỳ. Cái con nhỏ lẫn kìa, kêu ai không kìa. Trời ngọt quá. Nè lát cái cá hấp nó mới giữ nữa nè. Ui có chùm trứng luôn. Cá bị sốc nhiệt. Trời ơi. Mời bạn ăn cá nha. Nằm trên tay tao nè. Dạ quá. Tiếng cá mấy bạn nha. Thật đúng ngọt luôn mọi người. Đừng cho chui với mấy anh em tôi trong về đi cậu không kịp á. Ô bắt á. Bị thương nha. Đồ giữ bay. Thơm quá à. Nè mời các bạn. Đi lại. Thôi. Chết rồi, cậu cũng chết luôn. Ăn hết trơn rồi, hết trơn rồi. À được, thường lắm rồi. Mày ăn hết của, hết vòng, hết thợ hả? Ngon quá bạn, ngọt. Thịt ngọt mãi dai. Nhai luôn đầu á, đầu còn sống á. Đúng giấc gì 24 giờ. Gì? Sinh tồn quá mọi người. Cái hấp nó mới ngon á. Bây giờ nó dòng. Không, đúng chắc quăng giả. Hấp đi. Hey. Nè, cá nè. Gì mới đúng chắc 24 giờ quan giả. Lấy đi. Xin toàn cái thức ăn trên ngồi. Này, ngồi xuống lấy nè, ngồi xuống nè. Qua kia xem. Giai đoạn quan trọng. Ngon quá. Dạ, dạ. Đây có con cá đâu đây nè. Có ăn luôn rồi. Hả không? Phô lại mình dứt luôn. Rồi dứt cá kìa. Đâu? Có gì nữa vậy hả? Kìa coi đắng đây. Cây dao rồi. Đợi cho làm trời đây nè. Đủ quá. Nè. Nè. Ôi là trời cái này. Mời bạn nha. Cái gô mà. Uống đi. Chị đều. Lớn trước đi. Cái đầu đi. Thôi bắt cái trên này anh đừng bẻ gì anh bỏ cái đầu ra anh không đâu không ăn đầu được. Đừng ăn đầu. Đầu đắng lắm. Đầu đắng lắm. Tại vì mày không ăn á. Bắt cái trên đây xuống nè. Không đừng bẻ gì chỉ cho bẻ nè. Bẻ gì đi. Câu đã câu nãy rồi. Đấy. Đấy chưa. Trứng rồi. Trứng rồi. Wow. Chị mẹ gì rõ rõ cầm wow, wow. Buông cái tay thôi. Có trứng luôn các bạn ơi. Trời lượn có trứng ăn kìa. Thứ gì bạn thứ đó. Quá rồi bạn ơi. Mời bạn nha. Nè. Trứng. Dạ ăn. Đây là bạn ướng rồi mấy cha. Ướng cho ăn. Đây nè. Lụm. Mời bạn nha mấy bạn. Nó thiệt chứ cái này mà có mua ớt hoặc là muốn mắm trong á. Chấm là bá cháy luôn. Có muối nào mày ăn không? Cáo lắm nè. Quẹt cái. Có nát nào mà hoa không là liếm cái. À dạ, cái đó là chanh nè. Mời bạn. Mời bạn. Cái đó là chanh.
bỏ vô thùng rồi nữa. Nè trời. Cưng quá à, làm lỡ anh. Cái nướng ngon quá. Cái này tôi xin hát một bài. Hát đi, tôi dạo cho hát. Cám cám hàng cám bàn cám. Cái chính nữa hả? Thôi chưa đâu, tôi mới đẩy lên đó. Để cho nó khô nè, khô thơm. Khô thơm à? Khô này khô nè, khô trần. Ê, lá chuối ra bỏ đi. Thứ gì chịu nổi. Cầm cây giống tá đèn chạy giết cho. Ê, tiền tao mày rồi chưa? Trả hàm. Thằng trả gì về, chứ làm gì về. Thằng điên. À, ăn cá nha. Trả chờ. Cái này mà mình làm cái chạy ngoài này ở đúng đã luôn mấy bạn. Đất của mày á. Tao mô bà đập được không? Rồi nha. Bà con. Bà đã. Ăn cái chảy nước miếng quá trời. Con này nè, con này nè. Cái này mà có nước mắm hay là nước ớt gì mà chấm vô một cái theo theo uống nước hầm uống nước kinh luôn. Ôi. Cái đó đúng chắc đi đồng mấy bạn. Chứ giữa đồng khác còn không muốn gì phải uống nước kinh thôi. Con này lẫm đời nè. Bây giờ mình cũng đã hoàn thành xong một ngày để kiếm thức ăn ngoài ruộng nghe bạn. Giờ đâu? Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Anh em mình ăn xong mấy cá sẽ đi vô bằng giờ này chỉ 10 dữ lắm rồi. Mấy bạn coi chưa béo chưa quan giả gì mấy bạn đừng chửi nha. Bạn xem video của heo cho mình một like, một share, một comment nha. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cùng gửi cho mọi người xem nha anh em. Bye bye nè. Bye. Bye.